thằng Hào với mẹ của cà chua đang có vấn đề gì đấy với nhau? Với nhau á? Nào, tao đã tin lời anh em cho tới khi tao thấy thái độ của hai người. Rất có thể ông Nghiêm đang bao che cho thằng Hào. Nhưng mà anh Nghiêm nhà tao cũng giống anh Quý nhà mày ấy, ít khi nào nói dối lắm. Bà ơi, ít khi đâu có nghĩa là không. Mày không nhớ cái vụ anh Nghiêm với người yêu cũ à? Còn ông Quý nhà tao đó, giấu giếm tao đưa chị với cháu ở dưới quê lên, toàn chuyện lớn cả. Dạo này thấy ba ông thân nhau lắm. Này, theo mày, thân nhau thế để làm gì? Khả năng là để bao che tật xấu cho nhau. Chết em rồi hai anh ơi. Lại có chuyện gì nữa? Cô ta lại đòi 30 triệu. Cái gì? 30 triệu á? Ghê thật đấy. Thế này là cô ấy nhất định không buông rồi. Có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai. Cậu càng chiều là cứ càng leo thang đấy. Nhưng bây giờ không leo không được. Chuyện chưa có gì cả. Cậu thành khẩn với vợ cậu đi. May ra còn được hưởng lượng khoan hồng. Phen này mà lộ ra, chỉ còn nước khoan một lỗ rồi em chui xuống thôi, chứ không có chuyện khoan hồng đâu anh ạ. Cái gì này? Có cả clip ấy. Các anh ạ. Xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Đợi. Đây ạ. Mày đưa cái gì đây này? Dạ, sao ạ? Mày đùa bố mày à? Cái gì ạ? Rồi em xem nào. Cái gì này? Mày lừa bọn bố mày à? Dạ không, em có lừa đâu ạ. À, em không hiểu vì sao lại nhầm. Thôi để em đi vào em in lại ạ. À, làm mất thời gian gọi bố đấy nhá. Em in một tí thôi ạ. À, nhanh lên. Vâng ạ. À, chị Di ơi, chị cầm nhầm giấy của tôi rồi. Ôi dồi ôi, đấy, biết ngay là nhầm lẫn mà. Để em đi đổi ạ. Chắc chắn ta phải có bản sao kê lịch sử của gọi cho chúng nó. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà làm thế có được không? Tao định đưa số ông Thắng vào đấy. Tao nghĩ người cần chị nhất lúc này là ông ấy.